Thưa quý vị và các bạn, cha mẹ, gia đình là chốn bình yên, tràn đầy tình thương cho mỗi chúng ta. Còn đối với những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, hơn ai hết chúng lại càng cần sự nuôi dưỡng, chở che của cha mẹ. Ở xóm Nà Cát, xã Đức Thông, huyện Thạch An, có hai chị em dân tộc Dao. Em Triệu Thị Gái mới vào lớp 6 và Triệu Văn Tâm học lớp 3. Các em vừa trải qua một nỗi đau mất cả cha và mẹ vào cùng một ngày, cách đây hơn 2 tháng. Giờ đây hai em đang chung sống với ông bà nội đã gần 80 tuổi. Cuộc sống của các em sẽ ra sao khi ông bà không còn sức lao động? Hai em đang tuổi đi học, cần được chăm sóc. Lúc này, Gái và Tâm rất cần người và cộng đồng chia sẻ để hai em dần vơi bớt nỗi đau, tiếp tục đến trường. Những giọt nước mắt đau đớn của Triệu Thị Gái khi nghĩ đến cha mẹ. Đã hơn 2 tháng kể từ cái ngày đen tối định mệnh ấy, ngày cả cha và mẹ lìa cõi dương gian, bỏ lại hai chị em. Từ ngày đó, chưa có ngày nào mà em không rơi nước mắt, chưa có giờ phút nào cái quên được cha mẹ. Hình ảnh của cha, của mẹ cũng theo em đi vào giấc ngủ hàng đêm. Sự mất mát đau đớn đến tột cùng của nỗi đau đã ập đến gia đình em khi các em còn quá nhỏ để đối diện với nó. Những hạt thóc, vụ lúa cuối mà con trai và con dâu ông Triệu Văn Pu làm nên, nhưng khi đó chưa kịp thu hoạch, cả hai đã vĩnh viễn đi xa. Và đây cũng là nguồn sống của cả gia đình 6 người khi hai con ông còn sống. Hôm nay, tất cả những công việc to nhỏ trong nhà trước kia con trai và con dâu ông làm thì nay không ai khác, ông Pu phải gồng mình để thay thế. Gần 80 tuổi, cái tuổi đúng ra được nghỉ ngơi sum vầy bên con cháu, thì ông lại phải thay vai trò như một người cha chăm lo gia đình, chăm lo cho hai người cháu nội thơ dại mồ côi. Sức yếu, vai gầy, liệu ông có lo được bao lâu? Trong khi các cháu của ông còn quá nhỏ, thời gian còn dài để chúng trưởng thành, làm chủ được cuộc sống của mình. Bố mẹ của chúng nó mất đi, bây giờ tôi lo lắm, đêm không ngủ được. Tôi thì đã già yếu rồi, bà thì mắt không nhìn thấy, không làm ăn được gì đâu. Lúc con trai và con dâu còn, tất cả đều nhờ chúng nó. Nhà thì nghèo lắm, bây giờ càng khó khăn hơn, không biết làm thế nào. Thương các cháu, bé tí đã mất cả bố cả mẹ. Lo nhất là không biết chúng tôi có nuôi được các cháu đến lớn không. Sau này chúng nó sẽ dựa vào ai khi chúng tôi mất đi? Bây giờ cũng chỉ nhờ vào xã hội, chúng tôi không làm được gì nữa rồi. Vừa đáng trách, vừa đáng xót thương cho cha mẹ của hai em. Trong nhiều lần mâu thuẫn vợ chồng, không làm chủ được hành vi, người cha của em đã hành hung mẹ, các em đến chết, rồi anh tự vẫn ngay sau đó. Hậu quả của câu chuyện đau lòng đó là để lại bố mẹ già và hai đứa con thơ dại sống trong cuộc sống long đong giữa cuộc đời đầy chông gai phía trước. Đau xót hơn, cái ngày định mệnh ấy, Gái là người chứng kiến những giây phút đó. Hình ảnh ấy nó ám ảnh em đang đi sâu vào ký ức không đẹp trong tuổi thơ của em. Khi chúng tôi thực hiện chương trình này cũng là những ngày đầu tiên của năm học mới. Và câu hỏi đặt ra, liệu hai chị em của Gái và Tâm có thể tiếp tục đi học được hay không trước biến cố vừa qua? Tâm không phải là người được chứng kiến giây phút kinh hoàng khi xảy ra sự việc đối với bố mẹ như chị gái của em, nên phần nào sự ám ảnh cũng không nặng nề bằng người chị. Hàng ngày, Tâm vẫn thắp hương cho cha mẹ của mình, cho hai con người không đồng sinh nhưng họ đồng tử,
trong giây phút dại dột. Cả gia đình giờ còn 4 người, nhưng cả 4 người không phải trong tuổi lao động. Cả 4 người đang cần sự chăm sóc bởi sự trống trải mất mát quá lớn, và họ đang chống chọi với cái nghèo, cái đói. Nỗi lo ấy cứ bủa vây lấy ông nội, chân đã run, mắt đã mờ này. Mong ước của ông lúc này chỉ là cần có cái để cho các cháu ăn no, các cháu vẫn tiếp tục được đi học. Vậy là ông yên tâm. Nhưng với cuộc sống và hoàn cảnh hiện tại, để có những bữa ăn chỉ có cơm để no bụng cũng là một cái khó của gia đình ông. Ông Pu đã từng rơi nước mắt, không phải khi con trai và con dâu ông mất, mà ông đã khóc bởi khi cháu ông xin vài nghìn đồng để mua gói mì tôm hay gói bim bim khi chúng đói. Thương các cháu lắm, nhiều lúc chúng nó xin tiền đi mua mì tôm, mua bim bim, mua kẹo, nhưng tôi không có tiền. Thỉnh thoảng có vài nghìn thì cũng cho, nhưng tôi không làm ra tiền nên không có để cho các cháu mãi được. Thương thì cũng để đấy thôi. Từ ngày xảy ra chuyện buồn trong gia đình, gái là người chứng kiến những hình ảnh đau thương đó. Có lẽ cháu bị ảnh hưởng bởi tâm lý, sang chấn tinh thần, nên gái trở nên một con người khác hẳn. Cháu khó hợp tác hoặc trốn tránh khi tiếp xúc với bất cứ ai, đặc biệt là người lạ. Đây là bà ngoại của gái và Tâm. Hàng ngày bà vẫn qua thăm cháu, nhưng có gì không hài lòng, gái thường khóc và bỏ đi lên bìa rừng ngồi một mình. Ngày xảy ra chuyện buồn, ban giám hiệu trường tiểu học Đức Thông, trường mà cả hai chị em đã học, các thầy cô đã kịp thời chia buồn, động viên và vận động quyên góp trong đội ngũ giáo viên và học sinh ủng hộ giúp đỡ gia đình hai em trong lúc khó khăn. Về phía nhà trường, sau khi được nhận được biết cái tin đau lòng này thì về phía nhà trường cũng đã triệu tập cuộc họp và vận động các thầy cô giáo đóng góp ủng hộ bằng tiền thông qua các giáo viên chủ nhiệm, tiếp tục vận động tất cả các em học sinh của xã Đức Thông là tiểu học nói riêng và có cả trung học cơ sở nữa đóng góp. Các em học sinh vận động 5.000 đồng, 10.000 đồng, em nào có bao nhiêu thì vận động bấy nhiêu, kể cả từ 1-2 nghìn cũng vậy. Trong quá trình mà vận động thì các em học sinh tất cả ai cũng đều hưởng ứng. Sau đó về phía nhà trường cũng cả các thầy cô giáo nữa, cô tổng phụ trách đội tổng hợp cái số tiền đó và đến hỗ trợ gia đình trong những ngày đang ra bối rối đấy. Về phía nhà trường sẽ có những kế hoạch như sau. Thứ nhất là về phía nhà trường cũng sẽ tiếp tục vận động các hàng tháng các thầy cô giáo cũng như các em học sinh nhiều đợt nữa. Tuy nhiên thì cái vấn đề thứ hai, ba nữa là nhà trường cũng đã thông qua ủy ban địa phương và sẽ hỗ trợ tất cả các cái khoản mà quỹ từ phụ huynh đóng góp. Và thứ hai, nhà trường sẽ cung cấp sách vở, đồ dùng học tập cho em Triệu Văn Tâm. Còn em Triệu thì gái thì lên trung học cơ sở, chắc cũng có phương hướng như vậy. Là hàng năm tiếp theo cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ về sách vở, đồ dùng. Bởi vì vấn đề này thì cũng đã được thống nhất giữa giáo viên và ban lãnh đạo địa phương. Và đồng thời thì các thời gian học ấy thì hỗ trợ là tiếp tục là các cái đợt, ví dụ như khai giảng, đợt tổng kết, sơ kết hoặc một cái hoạt động ngoại khóa nào đó, nhà trường cũng sẽ có hướng là
làm cái hòm từ thiện, có khách đến, đại biểu đến thì cũng làm hòm từ thiện để bỏ vào đó được bao nhiêu hỗ trợ cho các em đó. Tuy nhiên thì với nhà trường đóng góp như vậy và vận động như vậy, nhưng mà so với hoàn cảnh hai em này trước mắt, với sự đóng góp này thì về phía nhà trường cũng thiết nghĩ là không thấm vào đâu, rất là nhỏ bé. Nghĩ rằng chỉ là hỗ trợ được phần nào thôi, động viên các em thôi. Chứ còn để mà đảm bảo được hoặc là một cái hướng sáng cho em đó được chút nào thì cũng mong rằng là tất cả các cấp địa phương rồi là các nhà hảo tâm cùng nhau chung tay. Thì về phía nhà trường cũng có một phần nào đó là cũng thấy rằng là em đó mới có tia sáng trước mắt này. Nếu không thì phía trước các em vẫn còn tối tăm lắm. Bà Triệu Thị Dứt, bà nội của các cháu, đã 79 tuổi. Đôi mắt bà đã mờ và trí tuệ của bà cũng đã chậm chạp. Dường như bà bất lực trước hoàn cảnh trong những tháng năm cuối đời của bà. Bà chỉ biết ở bên các cháu, trò chuyện với hai đứa cháu bất hạnh của mình. Tôi thì hết mạng luôn, em nhầm thêm nhầm bò nè. Em nằm nó nằm mà phải là y tụng ưu dây thường tay này chấm tâu lên đi. Tay này phụ mùn em tâu tâu nổi tâu lên. Phụ mùn em cây mùn chấm tâu nổi tâu lên. Mẹ cha em trình hôm nay là em mạng bụt nổi tâu lên. Phụ em tìm mạng bụi tụng cháu nhớ tụng chơi đêm đai nè. Triệu Thị Gái, Triệu Văn Tâm, hai mảnh đời nhưng cùng chung số phận. Có thể đâu đó một giây phút bên bạn bè, các em quên đi nỗi đau mất mát, nhưng chắc chắn các em không bao giờ quên được hình ảnh cha mẹ trong quãng đời của các em. Cha mẹ đã yên nghỉ, nhưng trước mắt cuộc sống của các gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, sự chia sẻ lúc này thật ý nghĩa, bằng tấm lòng của mỗi chúng ta sẽ đem lại sự ấm áp cho những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống này. Các em là hai mảnh đời nhưng cùng chung một số phận, mồ côi cha mẹ. Quý vị và các bạn có thể liên lạc để ủng hộ hai chị em Triệu Thị Gái và Triệu Văn Tâm với thầy hiệu trưởng trường tiểu học Đức Thông, huyện Thạch An, thầy giáo Nguyễn Văn Quang. Điện thoại đang hiển thị phía dưới màn hình 0914 070 419 hoặc phóng viên thực hiện chuyên mục Thắp Sáng Niềm Tin, điện thoại 0915 046 577. Rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của quý vị đến với hai chị em Triệu Thị Gái và Triệu Văn Tâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình của chúng tôi. Quê hương trong những ngày gian khổ, cuộc sống phiêu diêu với bao cơn, đâu đây có những giọt nước mắt, chờ mong những vòng tay ấm êm.